Xin được kính chào quý vị khán giả yêu quý của chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên thay mặt cho ban biên tập chương trình, Diễm Quỳnh xin kính chúc tất cả quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông và may mắn. Thưa quý vị và các bạn, tuổi may mắn tiếp theo trong tháng 12 âm lịch này không ai khác chính là tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984. Trong tháng này họ có được những thành công và may mắn nhất định, được thần tài chiếu cố đồng hậu nên khiến cho nhiều người phải ganh ghét đố kỵ. Sau đây là phần luận giải tử vi cho tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 trong tháng 12 âm lịch. Và qua phần luận giải này, thầy Gia Cát cũng chỉ rõ cho quý vị về bức tranh kết hung toàn cảnh của những người sinh năm 1984 để từ đó quý vị có được những bước đi đúng đắn trong cuộc đời. Đồng thời, thầy cũng chỉ ra những phương pháp hóa giải tử vi cho tuổi Giáp Tý trong tháng 12 này. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi và nắm bắt nhé! Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 trong tháng 12 âm lịch năm 2021. Người tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, mệnh hải trung kim. Theo quan niệm truyền thống được đánh giá là cần cù, ham học hỏi, tính tình nóng nảy, thời cơ bé gặp nhiều gian nan, là người hiếu thuận. Nam giới được nhờ vợ, nữ giới được nhờ chồng. Quan điểm hiện đại cho rằng nhóm người này luôn theo đuổi sự hoàn hảo. Họ có tài ăn nói, thuộc phái hành động, tích cực và sôi nổi. Cái tôi của họ khá lớn, là người có chính kiến, cũng rất nhạy cảm với thế giới bên ngoài, là người giàu cảm xúc, lại giỏi ăn nói. Họ có khả năng thuyết phục người khác. Tính cách hướng nội khiến người khác chỉ có ấn tượng về sự lạc quan, hoàn toàn không nhìn thấy tính nóng nảy hay đố kỵ của họ. Người tuổi Giáp Tý có tính sở hữu cao, chỉ cần là thứ họ muốn thì dù phải trả giá thế nào, họ cũng nhất định phải có bằng được. Tính cách cố chấp, với những điều bản thân cho là đúng thì sẽ kiên trì đến cùng, quyết không dao động bởi ý kiến của người khác. Xem tử vi tháng 12 âm lịch năm Tân Sửu năm 2021 của tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, mọi phương diện trong vận trình của mệnh chủ nhìn chung khá ổn định, sự nghiệp phát triển, tài lộc khởi sắc. Chuyện tình cảm lứa đôi đang trên đà tiến triển tốt, những người tuổi Giáp Tý sẽ tìm được hạnh phúc đích thực thuộc về mình. Tháng này, quý nhân sẽ giúp đỡ cho chuyện làm ăn kinh doanh cũng như công việc của bản mệnh tiến triển thuận lợi. Những mối nhân duyên tốt đẹp sẽ tạo ra quan hệ tốt, hợp tác cùng nhau phát triển. Giáp Dương Mộc gặp Tân Âm Kim nên gọi là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Giáp Tý sẽ cần phải chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Trong tháng này, bản mệnh chủ Giáp Tý hoàn toàn có thể mong đợi sự nghiệp phát triển khởi sắc của sự nghiệp. Với may mắn trong công việc, người tuổi Giáp Tý sẽ được thăng chức trong tháng này. Bạn sẽ cảm thấy dễ dàng để đạt được nhiều thành tích trong công việc với nỗ lực của bạn được cấp trên công nhận. Tháng 12 âm lịch, tử vi nhắc nhở tuổi Giáp Tý cần phải thận trọng, kẻo gặp họa tiểu nhân. Công việc của bạn đang trên đà tiến triển tốt, vì thế mà có thể bị nhiều kẻ xấu nhòm ngó. Bản mệnh cần phải cẩn thận trong từng bước đi của mình, tránh việc bốc đồng, sốc nổi hay chủ quan thiếu chỉn chu trong công việc. Nếu không, dễ bị tiểu nhân lợi dụng sơ hở mà lấy mất vị trí của mình. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ. Dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng, để vật phẩm mang lại công năng tốt nhất cho gia chủ. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, sự phát triển ổn định của sự nghiệp sẽ mang lại may mắn về tài lộc. Các khoản đầu tư vào khoảng thời gian rảnh rỗi cũng sẽ tăng thêm thu nhập, tuy nhiên bạn cũng không nên quá ngông cuồng và lãng phí. Thời điểm này cơ hội tài lộc khá nhiều, bản mệnh nên chú ý để nắm bắt thời cơ, chớ nên để cho thời cơ trôi đi quá nhanh mà bản thân còn đang mù mờ về bước đường phía trước. Tài vận có dấu hiệu tiêu hao ngoài tầm kiểm soát, dù được người khác nhắc nhở, bản tính khó thay đổi, gia chủ cố chấp bảo thủ khiến tiền mất tật mang. Tháng này không thích hợp để mệnh chủ Giáp Tý đầu tư vào các dự án bất động sản, nhất là hạng mục có mức độ rủi ro cao. Nên nhớ dù là làm bất kỳ việc gì cũng không nên quá bảo thủ, cần lắng nghe ý kiến đóng góp của mọi người, bạn bè, nếu không bạn sẽ mất tiền oan. Thứ ba, về mặt sức khỏe, gia chủ Giáp Tý sẽ có sức khỏe tốt trong tháng này. Bạn thường tham gia vào các hoạt động khác nhau trong thời gian rảnh rỗi, điều này giúp bạn tràn đầy năng lượng.
Những gì bạn cần làm đó là cắt giảm thức khuya có thể gây ra thiệt hại không thể phục hồi cơ thể cho bạn về sau này. Ngoài ra bạn cần phải cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi và giữ chế độ ăn uống hợp lý, tập luyện thể dục thể thao. Mệnh chủ Giáp Tý sinh năm 1984, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của mệnh chủ Giáp Tý sinh năm 1984. Thứ tư về mặt tình cảm gia đạo. Chuyện tình cảm của người này có dấu hiệu phát triển khá tốt đẹp. Người độc thân chinh phục được ánh mắt của bạn khác giới trong những buổi tụ tập bạn bè nhờ bản tính cởi mở và hài hước của mình. Bản mệnh sẽ quen được những người bạn chân thành, có cơ hội tìm kiếm được người như ý muốn. Người đã có gia đình nhìn chung gia đạo khá bình ổn, vợ chồng sống bên nhau không thể tránh khỏi đôi lúc có xung đột, nhưng nếu cả hai đều nhường nhịn nhau, cùng chung tay bảo vệ hạnh phúc gia đình, thì chuyện lớn đến đâu cũng hóa thành nhỏ, vấn đề không còn nghiêm trọng nữa. Tuy nhiên cần phải giao tiếp nhiều hơn với bạn đời và lắng nghe nhau. Hãy dành thời gian cho vợ chồng, các con của các bạn. Chuyến dã ngoại sẽ khiến cho tình hình tình cảm gia đình của bạn gắn bó hơn. Tổng quan tháng 12 âm lịch năm 2021, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch ngày 1 tháng 12 năm 2021 và kết thúc vào ngày 29 tháng 12 năm 2021, tức ngày 3 tháng 1 năm 2022 đến ngày 31 tháng 1 năm 2022 dương lịch. Tháng 12 Tân Sửu có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Tháng Sửu, Lục Hợp Tý, Tam Hợp Tỵ và Dậu thành Kim Cục, Xung Mùi, Hình Tuất, Hại Ngọ, Phá Thìn và Tuyệt Mùi. Đối với người tuổi Giáp Tý trong tháng 12 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 3 tháng 12 năm 2021, tức ngày 5 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Ngọ, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch ngày 15 tháng 12 năm 2021, tức ngày 17 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Ngọ, có nạp âm là Lộ Bàng Thổ. Ngày âm lịch ngày 27 tháng 12 năm 2021, tức ngày 29 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Ngọ, có nạp âm là Dương Liễu Mộc. Đây chính là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ Giáp Tý. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết mà không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt lành đối với người tuổi Giáp Tý trong tháng 12 âm lịch năm Tân Sửu năm 2021. Ngày âm lịch ngày 10 tháng 12 năm 2021, tức ngày 12 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tý, có nạp âm là Hải Trung Kim. Ngày âm lịch ngày 22 tháng 12 năm 2021, tức ngày 24 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Sửu, có nạp âm là Giản Hạ Thủy. Đây chính là 2 ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại. Anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Năm nay, các gia chủ Giáp Tý nên sử dụng vật phẩm phong thủy kim bài thái tuế đặt trong ví và luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho tuổi Giáp Tý để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của phong thủy Gia Cát về tử vi của người tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 trong tháng 12 âm lịch. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Giáp Tý. Qua đó quý vị đã phần nào yên tâm vững bước trong tháng 12 hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Diễm Quỳnh rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này quý vị nhé. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo.